Mấy bạn fan ơi, mình nói cái này à. Mấy bạn học á, phải dùng cái đầu. Cái đầu á, dùng cái não nữa. Cái đảo nãy không dùng để bị quýnh đó. Thì lâu ngày rồi chứ bị quýnh giờ ăn cay. Vậy là nhớ cay quá là muốn ăn cay hả? Cái đó là trò chơi tuổi thơ. Trò chơi tuổi thơ của mình á. Ai mà chọc mẹ một cái là trò chơi tuổi thơ của mình. Rồi bạn nhiều. Tức nhiên là 93 rồi. Bài này không khiến cho anh cười nè. 12. Thôi làm sai là ta đạp. Đạp cứ cười đi. Tiếp, tế nhiều. Dạ mà, nếu mà mấy bạn mà học lớp 3 như mình như là 32 là 32 mà nhân làm mà có chia nữa là bạn hãy lấy chia trước nha. Vậy phải lấy chia trước chúng mình như nè. Máy đọc cái bài đó ra coi sao. Là 32 nhân 56 chia 8. Các bạn thấy nha. Sai rồi. 32 nhân 5 mới ghi lộn đó. Năm mươi phải không? Nhân 5. Rồi chỗ này sao? Chia. Hết nói hỏi. Vậy hả? Ừ. 32 nhân 5. 32 nhân 5. 1 phải dùng cái đầu. Phải dùng cái đầu. 4 là 32 nhân 5 là 45. Tính ra đặc tính đi. 32 nhân 5 là nhiêu? Quên. Nãy giờ mình cho các bạn thôi. Chí tô mì của các bạn đâu có học ngu gì đâu. Rồi 32 nhân 5 ra nhiêu? 32 nhân 5 con đặc tính rồi đó. 2 nhân 5. Ê bạn nhớ kỹ vô là 10. Mình chia cái số 0, mình nhớ con 1 chấm 1 chấm. Cho bự bự hơi hơi như nè. 3 nhân 5 15. 15 100. Mấy? 160. Rồi gì nữa? 160 mà chia 8. Rồi đặc tính chia 8, gạch chia. Đặc tính chia 8 ra. 160 chia 8 ra nhiều. Mình phải bôi chết mấy cái này nha mấy bạn. Để không bị uổng giấy. Để phải cần lấy cái giấy khác nha mấy bạn. Nếu không sẽ uổng giấy hết. Không. Chia 8 không được. 32 chia 8 1 chia 8 1 chia 8 không có được. Mình lấy 2 con là 16. 16 mà chia 8 là bằng 2. 8 x 2 là 16. Chia ngay hàng trăm với hàng chục là 0. 0 0 0 hả? 0 bỏ qua bên kia. 0. Rồi còn con không thì để qua bên kia. Ra 20 này nha mấy bạn. Rồi bạn nhiêu? 2. Vậy là kết quả bài đó là gì? Để mình tính nha. Chẳng mừng. Bằng 20. 20. 160 chia 2 chia 8 hả? Bằng nhiêu? 160 chia 8 bằng 20 là 16 là dư. Không có số nào là dư không dư là hết tiền. Rồi ghi kết quả ra đây. Kết quả ra là nhiêu? Không. Là bài đó là 32 nhân 5 chia 8 bằng nhiêu? Không. Bằng nhiêu? Không. Bằng con tính ra kết quả đây bằng nhiêu? 20. Thì ghi 20 vô. Bài này không khiến cho anh cười nào. Tiếp. Kìa tính chia mà đặt sẵn rồi đó. 12. Ghi nháp đi, tính nháp ra. Bài này có nhỏ rất là khó. 4. Ở đây là 4. Mấy? 3. 4 x 3 là 12.
mấy chia mấy? Mẹ ghi sai cái này nè, còn gạch bỏ cho uổng giấy nữa nè. Mấy 36 chia nhiêu? Chia 4 nè, nhân cho 3 bằng 3. 12. Cái bài đó là 36 chia mấy? 36 chia 12. 36 chia 3. Kìa mẹ ghi 36 chia 3 chia đâu 12? 36 chia 3 thì bằng 4. 4 nhân 3 thì 12. 36 chia 3, con bắt một con chia thử coi, một con chia 3 ra bao nhiêu, 3 chia 3 được không? 1. 1 ghi bằng nhiêu?